Bây giờ tôi duyệt trong thậm chí cái theory hả, cái theory nói thế nào nhỉ, phụ thuộc vào cái research question hay là cái motivation của bạn là gì. Motivation của bạn là muốn apply một cái new theory vào một cái vấn đề đã cũ, tức là một vấn đề cũ và các bạn sử dụng một logic mới, thì dĩ nhiên cái theory này nó nằm trong cái key paper của bạn rồi. Nhưng còn nếu question của bạn là đang đi tìm hiểu một cái vấn đề mới thì bạn không cần theory ở trong key paper của bạn, nhưng mà đến phần choose phần theory thì bạn sẽ bảo là vậy để trả lời được cái vấn đề này, tìm hiểu được câu trả lời cho vấn đề này thì tôi sẽ cần một cái lăng kính, và cái lăng kính này đây. Cho nên là key paper của bạn có thể là mention đến theory hoặc không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất nghiên cứu của bạn, cả cái theory đấy nó có new hay không. Nếu rất new thì nó sẽ nằm ngay trong research, nằm trong key paper. Còn nếu nó không new mà đã được sử dụng nhiều rồi mà nó chỉ sử dụng một cái lăng kính thuận tiện cho bạn thôi, thì bạn đến phần G, phần choose và theory bạn mới cần nhắc đến. Như nói đến thế nào với các bạn nhỉ? Đây không phải linear approach, đây không phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6, mà đơn giản đây là những mục mà chắc chắn bạn phải đụng đến khi bạn lập kế hoạch nghiên cứu. Cho nên bạn hoàn toàn có thể xuất phát ngay từ tools là theory. Tôi thấy theory này hay quá, tôi muốn ghi lại theory này đầu tiên, thì bạn điền vào phần tools đầu tiên. Đâu cần phải bắt đầu từ research question đâu. Có khi bạn đi hết tools, idea, data rồi bạn mới ra được research question. Hoàn toàn là chấp nhận được. Nó rất là dynamic luôn. Bạn hãy thêm thầy mình nói là bạn nên xuất phát từ nơi nào bạn cảm thấy comfortable nhất. Hay nói một cách của mình là gì, là pick the low hanging fruit, tức là con cáo và chùm nho, con cáo nên đi nhặt đi hái chùm nho nào mà sát mình nhất, phần nào mà dễ ăn nhất ghi đầu tiên, phần nào mình thấy thú vị nhất ghi đầu tiên nữa, hoặc là đi đi ăn chùm nho gần mình nhất, hoặc đi ăn chùm nho ngon nhất, tội gì phải ăn phần chùm nho dở đúng không các bạn, phần nào mình thấy hay nhất mình viết trước. Nên hoàn toàn là đây chỉ là một guideline, không phải recipe. Nên thầy mình nói đi nói lại, nó không phải recipe, nó không phải là công thức nấu ăn, nó là những cái bước hướng dẫn chung chung, và bạn có thể nhảy vào bất cứ bước nào bạn cảm thấy comfortable. Thậm chí bạn có thể strip it down to 3, 5 steps, 6 steps, toàn bộ phụ thuộc vào bạn. Và thường là khi bạn bắt đầu một bài báo nghiên cứu mới tinh ý, thì thường lúc đầu bạn chỉ fill out được khoảng 5 steps, hoàn toàn bình thường nhá. Nên là mình cứ sử dụng nó flexible, chứ đừng nghĩ là ôi tôi không làm được 11 cục này rồi tôi không fail rồi tôi không sử dụng được. Cứ sử dụng theo ý mình muốn và modify càng nhiều càng tốt. Rất nhiều người sử dụng cái này và modify rất là nhiều rồi các bạn ạ nha. Nên là cứ sử dụng lúc đầu ban đầu và sau đó modify đi. Cho nên mình mới nói là cái recipe có một cái điểm này là gì, you can replicate the recipe or you can modify the recipe or you completely chuck it out. Có nghĩa là gì? Bạn có thể hoàn toàn sử dụng lại cái recipe này, bạn thay đổi cái recipe này đi, hoặc thậm chí bạn vứt luôn đi, bạn làm một cái mới hoàn toàn. Vấn đề gì đâu. Mục đích là gì? Bạn thấy đưa đây những cái template này mình thấy hay, không có số ý tưởng mình có thể sử dụng được. Và tôi cảm thấy là những cái ý tưởng này trong 11 mục này thì tôi thấy 5 mục là tôi cảm thấy dễ dàng nhất và tôi có thể sử dụng được ngay. Thì sử dụng luôn 5 mục đó và dần dần mình sử dụng được nhiều hơn thì mình sẽ thấy à 11 mục này đều cần thiết. Bởi vì nói các bạn là 11 mục này là không thể thoát được khi bạn viết một bài báo. Cho nên khi bạn viết bài báo, bạn sẽ sử dụng cái bài báo của bạn ấy. Sau 11 mục này mình thấy là mình có thể fill vào đủ 11 mục này cho cái bài báo của mình hay không. Nếu mà mình chưa trả lời được 11 cái này, thì bài báo mình chưa chưa ready để nộp cho một tạp chí.